những công việc nguy hiểm và đáng sợ nhất thế giới. Nghề cưa bom. Ở Việt Nam, dù chưa có số liệu thống kê cụ thể nào, nhưng thợ cưa bom đã trở thành một trong những nghề kiếm sống hàng ngày của người dân. Chỉ nghe tới cụm từ thợ cưa bom thôi, chúng ta cũng đã thấy lạnh sống lưng. Tuy nhiên, rất nhiều người vì miếng cơm manh áo vẫn chọn công việc nguy hiểm này làm kế sinh nhai. Chị Nguyễn Thị Tâm, một người hành nghề cưa bom kiếm được gần 100.000 đồng mỗi ngày từng nói: "Dù biết nguy hiểm, nhưng tôi vẫn phải làm. Như người ta vẫn nói, một bát máu đổi lại một bát gạo, sống hay chết là do số phận." Tuy nhiên, số phận làm nghề nguy hiểm của chị Tâm đã thực sự chấm dứt vĩnh viễn khi một lần đang tháo vỏ đạn pháo. Mấy năm gần đây, thông tin về những cái chết của thợ cưa bom khi đang hành nghề nhiều đến nỗi khiến người ta phải rùng mình. Thôn Tân Hiệp, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ vẫn được người dân tỉnh Quảng Trị gọi là làng cưa bom, bởi một thời gần 90% dân số kéo lên rừng đào tìm phế liệu chiến tranh. Người người đều lên rừng giả phế liệu, tìm kiếm mảnh bom, vỏ đạn còn sót lại để bán lấy tiền kiếm cơm qua ngày. Ruộng đất ít, người lớn thì không có nghề, trẻ em thì bỏ học sớm, ngay cả những đứa trẻ 9 đến 10 tuổi cũng đi giả phế liệu để vì miếng ăn. Mấy năm gần đây, số lượng người dân ở thôn Tân Hiệp theo nghề giả phế liệu ngày càng ít đi vì phế liệu ngày càng trở nên khan hiếm. Ông Phạm Văn Phương, 53 tuổi, chủ cơ sở thu mua phế liệu duy nhất ở Tân Hiệp cho biết, vợ chồng ông theo nghề thu mua phế liệu chiến tranh từ gần 20 năm, nhưng đầu thập kỷ 90, mỗi ngày vợ chồng ông Phương thu mua hàng tấn vỏ bom đạn các loại. Giai đoạn cao điểm vào những năm 1995 đến năm 1998, mỗi ngày ông mua vài tấn phế liệu là chuyện bình thường. Có tháng ông mua được đến hơn 150 tấn phế liệu. Người trực tiếp đi giả phá đào tìm phế liệu thường xuyên phải đối mặt với nguy hiểm. Những người làm nghề như ông luôn bị tử thần rình rập bất cứ khi nào. Theo thống kê, vùng đất này có hơn 391.000 hecta đất bị ô nhiễm bởi bom mìn. Vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh chiếm 83,8% diện tích toàn tỉnh. Do bị ô nhiễm bom mìn nặng nề nhất, Quảng Trị là tỉnh đầu tiên trong cả nước tiếp nhận các nguồn lực của quốc tế về hoạt động giả phá bom mìn nhân đạo. Ngay cả như vậy, thì theo ước tính của Bộ Quốc phòng, với tốc độ giả phá như hiện nay, phải mất hàng trăm năm nữa, Quảng Trị mới hoàn thành việc xử lý ô nhiễm bom mìn. Những người đi giả phá phế liệu thường đi sâu vào trong rừng trong thời gian kéo dài cả tháng, rồi bán trực tiếp cho các xe thu mua phế liệu đến ngay bìa rừng. Những người dân làm nghề này còn săn tận đất bạn nào để giả phá phế liệu, tự tháo các loại bom đạn để bán riêng cho các đại lý thu mua. Đánh bắt cua ở Alaska. Vào mùa thu và những tháng đầu đông, ngư dân Alaska, Mỹ lại lên thuyền ra biển đánh bắt cua hoàng đế. Đây là loài thủy sản có giá trị cao, sống dưới đáy biển lạnh giá. Cua hoàng đế Alaska có kích thước lớn hơn rất nhiều so với các loài cua khác. Chúng sống ở độ sâu 200 đến 400 mét ở vùng biển lạnh giá gần Bắc Cực. Việc đánh bắt cua hoàng đế thường gặp rất nhiều trở ngại vì ngư dân phải ra khơi trong mùa biển động với nhiệt độ dưới 0 độ C. Người ta sử dụng một chiếc lồng bằng thép hình tròn hoặc hình vuông, đan lưới để bắt cua dưới đáy biển. Trung bình mỗi lồng cua này nặng tới hàng trăm kg. Nó được kéo lên tàu nhờ hệ thống tời và cần cẩu. Do chính quyền Alaska chỉ cho phép đánh bắt cua vào mùa thu và đầu mùa đông để bảo tồn loài sinh vật này, nên ngư dân phải ra khơi dù thời tiết lạnh giá. Thời tiết lạnh đến nỗi nước biển đã đóng băng trên thành tàu sau khi sóng lớn hất nước lên. Việc đánh bắt cua thường diễn ra liên tục trong nhiều ngày và thời gian giữa các mẻ lưới là lúc các thủy thủ nghỉ ngơi. Dù được các loại phương tiện cơ giới hỗ trợ, nhưng việc đánh bắt cua hoàng đế Alaska vẫn cần sự có mặt của con người. Những con sóng lớn trong mùa biển động liên tiếp hất nước lên mong tàu trong suốt quá trình đánh bắt. Có nhiều lúc những máy móc bằng kim loại bị băng làm cho kẹt cứng. Tuy nhiên, họ phải làm mọi cách để kéo được lồng cua nếu không muốn chuyến đánh bắt trở thành thảm họa vì chi phí nhân công và nhiên liệu quá lớn. Những con cua hoàng đế có kích thước rất lớn, nhưng ngư dân không được phép bắt tất cả những con cua họ kéo lên khỏi mặt nước. Những con quá nhỏ cần thả về biển để chúng trưởng thành. Nếu bắt những con cua nhỏ sẽ bị cơ quan chức năng xử phạt nghiêm khắc. Có 3 loại cua hoàng đế ở Alaska là cua xanh, cua đỏ và cua vàng. Cua vàng là loài cua nhỏ nhất, có trọng lượng trung bình từ 2,2 đến 4 kg. Cua đỏ là loài có giá thành cao nhất và được bán trên khắp thế giới. Đấu bò ở Tây Ban Nha. Đấu bò là một trong những nghề nguy hiểm nhất tại Tây Ban Nha. Ngoài những ánh hào quang của các đấu sĩ thành công, là sự đau khổ của những đấu sĩ không may thất bại, thậm chí có người còn đánh đổi cả tính mạng của mình để giành được chiến thắng. Tuy được đánh giá là một trong những công việc nguy hiểm, thế nhưng lợi thế mà nó đem lại khiến không ít người kìm được lòng. Đấu bò có thể giúp bạn trở thành một đại gia, nhưng cũng có thể khiến bạn trầm mình trong đau khổ. Nghề làm vệ sĩ. Người làm vệ sĩ còn được gọi bởi các tên khác như là chăn sống hay nghề tóm đạn. Cũng như bao nghề khác, nghề vệ sĩ được sinh ra nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội. Việc trở thành một vệ sĩ giỏi yêu cầu rất nhiều kỹ năng khó nhằn. Tương xứng với điều đó, mức lương trung bình của những người làm nghề này cũng không hề thấp. Theo trang PayScale, mức lương trung bình của một vệ sĩ là khá cao, lên tới 65.000 đô la Mỹ một năm. Với những người có kinh nghiệm lâu năm, mức lương có thể lên tới khoảng hơn 120.000 đô la Mỹ. Ở nước ngoài, nghề vệ sĩ có thu nhập rất khủng nhưng cũng rất nguy hiểm. Lương của một vệ sĩ sẽ thay đổi tùy theo yếu tố nguy hiểm mà họ phải đối mặt. Vệ sĩ đối mặt với các hoạt động càng nguy hiểm thì lương của họ càng cao. Chẳng hạn như lương của anh chàng bảo vệ cho một ngôi sao điện ảnh hoặc một ca sĩ sẽ thấp hơn rất nhiều
so với bảo vệ một doanh nhân Trung Đông giàu có. Phục vụ các tên tuổi càng lớn thì mức lương của vệ sĩ càng cao, bởi thực tế là những người càng nổi tiếng thì càng có nhiều mối nguy hiểm hơn. Một lý do khiến vệ sĩ được trả lương cao nữa là bởi họ thường làm việc liên tục nhiều giờ. Họ có thể được yêu cầu để bảo vệ hành khách trong suốt 24 giờ liên tục đi từ sự kiện này đến sự kiện khác. Họ cũng thường xuyên phải làm việc những ngày cuối tuần, cả ngày lẫn đêm hoặc đi ra nước ngoài. Tại Việt Nam, nghề bảo vệ chuyên nghiệp hay còn gọi là vệ sĩ xuất hiện từ cuối năm 1995. Đến nay, ngành này đã có trên 30 doanh nghiệp với khoảng 7.000 người, trong đó đa số là nam giới, chỉ có 10% là nữ. Để trở thành một vệ sĩ thực thụ, các nam thanh niên phải đạt tiêu chuẩn cao trên 1,68m, cân nặng trên 57kg, nữ từ 1,58m, cân nặng 50kg trở lên, có sức khỏe tốt, dẻo dai, nhanh nhẹn và tư cách tốt. Người nhà báo. Để giúp công chúng có cái nhìn chân thực nhất về tình hình chiến sự ngoài chiến trường, các phóng viên đã phải bất chấp nguy hiểm vào các trận địa để nắm bắt tình hình. Họ là những con người hàng ngày phải đối diện với thực chất. Công việc hàng ngày của các phóng viên là ra trận địa ghi chép, chụp ảnh tình hình chiến sự. Mọi người đều biết rằng, để có được một bài báo viết về chiến sự, họ phải đánh đổi bằng sự gian khổ, có khi bằng cả mạng sống của chính mình. Lau cửa kính nhà cao tầng, hay còn gọi là người nhện. Đánh cược mạng sống treo lơ lửng giữa không trung, nghề lau cửa kính các tòa nhà cao tầng, hay còn được người lao động gọi vui là người nhện, là một trong những nghề nguy hiểm nhất tại Việt Nam. Song mức lương mà những người nhện thu được chỉ ở mức 6-7 triệu đồng một tháng. Để lau kính cho những tòa nhà chọc trời, bạn phải dày dặn kinh nghiệm, khả năng tập trung cao, làm việc nghiêm túc và có thần kinh phải rất vững. Công việc nguy hiểm nhưng trang thiết bị để hành nghề rất thô sơ. Đơn giản chỉ gồm dây thừng cỡ lớn, ghế đu, khóa an toàn, đai bảo vệ mặc toàn thân, thùng đựng hóa chất tẩy rửa, chổi lau và cọ. Một số công ty chuyên nghiệp trang bị thêm cho công nhân mũ bảo hiểm, phụ kiện bảo hộ lao động. Bạn phải có lòng can đảm vượt bậc để treo mình lơ lửng giữa không trung và làm sạch cửa kính trước các tòa nhà chọc trời. Những ai sợ độ cao thì hãy quên ngay công việc này, vì lau cửa kính ở độ cao 300m so với mặt đất không phải là công việc cho những người yếu tim. Nuôi rắn độc. Nuôi rắn độc là một trong những nghề nguy hiểm nhất tại Việt Nam. Trên cả nước có rất nhiều nơi nuôi rắn độc, nhưng ở khu vực phía Bắc, ngoài các làng nghề như Phụng Thượng, Lệ Mật, Hà Nội, thì tiêu biểu hơn cả là xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Hàng năm, tại làng này có không ít người bị chết hoặc hoại tử liệt vì rắn cắn. Ông Phạm Văn Thông, một lang y chuyên chữa rắn cắn trong làng ngậm ngùi nói: "Tôi không thể nhớ hết số lượng người bị rắn cắn ở làng này. Trung bình mỗi năm tôi chữa cho trên dưới cả 100 người. Không ít người dù đã tìm cách sơ cứu, sau đó mới đưa đến chỗ tôi, nhưng tôi cũng đành chùi nước mắt nhìn gia đình họ khi xác về. Điều xót xa là đa phần người bị rắn cắn đều còn rất trẻ. Những người có tiền sử bệnh tim, phế quản, phổi khi bị rắn độc cắn thì nguy cơ mất mạng cao hơn. Trên thực tế, hầu như năm nào Vĩnh Sơn cũng có người chết vì rắn cắn. Tuy biết nuôi rắn độc là nghề rất nguy hiểm, nhưng người dân ở đây, thậm chí ở các nơi khác vẫn cố duy trì và phát triển nghề này." Nghề giữa tàu ở Bangladesh. Một trong những công việc bị đánh giá là nguy hiểm nhất thế giới là nghề giữa tàu ở Bangladesh, khi công nhân phải dùng tay không để làm việc và chỉ nhận mức lương rất rẻ mạt. Tại đây, những người công nhân tội nghiệp phải dùng tay không để kéo những con tàu nặng 1.000 tấn, leo vào các hầm tàu đầy chất độc hay làm việc dưới nhiều miếng thép khổng lồ, sẵn sàng đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Tất cả làm việc cũng chỉ để mong kiếm sống, nhận một mức lương vô cùng ít ỏi và sự đe dọa sa thải của ông chủ tàn nhẫn. Ước tính có tới 80 bãi giữa tàu đang hoạt động tại đây, chiếm diện tích hơn 13 km dọc bờ biển. Khu vực này từng rất thu hút khách du lịch tham quan. Mọi người đến đây để chứng kiến một khung cảnh phi thường khi công nhân dỡ xác những chiếc tàu chỉ bằng tay không. Ước tính ở Bangladesh, chỉ trong năm 2013, có đến 194 tàu biển được tháo dỡ trong điều kiện môi trường cực kỳ kém vệ sinh và nguy hiểm. Việc kinh doanh đầy lợi nhuận này bắt đầu bằng việc các lái buôn tìm ra một con tàu hết đát và thuê một thuyền trưởng đưa những chiếc tàu lớn đến bãi dỡ. Một số trường hợp, thủy chiều xuống khiến con tàu mắc cạn, chủ bãi sẽ ra lệnh cho hàng trăm công nhân dùng sức của mình để kéo chiếc thuyền lên bờ thông qua một chiếc dây thừng. Sau đó công nhân tiến hành hút bùn và các chất lỏng trong tàu ra. Tiếp đó, họ tháo dỡ máy móc phụ kiện, máy phát điện, những chiếc giường tầng dành cho thủy thủ, các ô cửa sổ ở mạn tàu, thuyền cứu sinh. Tất cả đều được tháo dỡ và mang bán lại cho các thương lái chuyên buôn đồ phế thải. Tiếp theo, các công nhân dùng mỏ hàn cắt khung sườn tàu bằng cốt thép ra thành từng mảnh. Cuối cùng, đội phu khuôn vác sẽ dùng dây thừng kéo mạnh những miếng thép trong bung khỏi thân tàu, rồi mang đi nấu chảy, đóng cuộn để bán cho những công trình xây dựng. Dù mang lại lợi nhuận cao, nhưng ở Bangladesh, công cuộc tháo dỡ tàu không phải là một ngành kinh doanh lương thiện. Ước tính có một lượng không nhỏ hóa chất độc hại mà ngành này thải ra, bao gồm dầu diesel, dầu nhớt của tàu, vân vân, đang hủy hoại môi trường sống ven biển. Nguy hiểm là vậy, nhưng các công nhân không ai muốn từ bỏ công việc của mình, bởi họ ý thức được về nạn thất nghiệp kinh khủng đang diễn ra tại Bangladesh. Họ biết rõ nhiều người mong có được việc làm và sẵn sàng thế chân họ tại những bãi dỡ tàu như thế này. Điều này khiến cho các bãi dỡ tàu càng có nhiều cơ hội để mở rộng quy mô của mình. Các bạn vừa theo dõi video những công việc nguy hiểm và đáng sợ nhất thế giới. Hãy cho Khám Phá Thế Giới biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thấy thích video này, hãy like và chia sẻ cùng bạn bè. Đừng quên subscribe để đón xem những video mới nhất của kênh Khám Phá Thế Giới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.